Mẫu Sơn là một khu du lịch chó ăn đá, gà ăn sỏi, con bò thì ăn rác. Thảo nào thì những công trình như thế này mà bị bỏ hoang một cách quá là lãng phí. Ở trong này ghê ghê. À, có bàn thờ Bác Hồ. Đây, Bác Hồ đây. Đùa, không phải mê tín nhưng mà đi vào những nhà có người ở thấy lạnh cái gì. Đi lên tầng 2. Những ngôi nhà được xây trong thời Bình, không phải thời Pháp mới đâu, nhưng theo phong cách của Pháp. Sau này có một cái gì nữa. Ai da. Che bớt mặt trời lại. Cái bàn thờ to thế. Bát hương to thật. Tổng quan một xung quanh của một cái ngôi nhà lúc nãy. Đẹp thế này mà. Một ngôi nhà 2 tầng với một phong cách bề thế theo theo một cái kiến trúc của Pháp. Đúng như phong cách của Pháp, mình nhìn cứ tưởng là từ Pháp để lại nhưng không phải. Ống khói nhá. Bên này cũng có ống khói này. Lên tầng 2, lên tầng 2 xem nào. Một khu du lịch rất là đông người lên chơi nhưng mà người ta toàn về luôn trong ngày nên là không phát triển được du lịch. Với thứ hai, nguồn nước ở đây hơi bị khan hiếm. Nhà thế này bốc về Hà Nội hay là có vùng khác du lịch đúng không? Không còn gì để mà phải nghĩ nữa. Tầng 2 đứng ở lan can sảnh tầng 2 này, nhìn ra này. Mà nếu mà ở đây thì chả phát triển được cái gì. Khách toàn lên xong về luôn. Từng đoàn, từng tốp. Căn bản nó cách cái thành phố của Lạng Sơn không xa nên là người ta có thể đi về được. Mà ở đây thì không đi đâu được tại vì đây lên đây là đường độc đạo. Đường cụt. Nhà lớn 2 tầng, bếp cũng 2 tầng. À đây vẫn có điện này. Vẫn còn nháy nháy này. Chứng tỏ đây vẫn có người cai quản. Các phòng để đóng cửa. Nhà đẹp này mà. Đây. Bây giờ đi ra khuôn viên sau nhà. Những cái bờ rào đá này nha, rất công phu. Tảng đá lớn này người ta phải vận chuyển ở nơi rất xa về đây. Tạo nên những bức rào đá này. Theo mình nghĩ là đây là một 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 khu gọi là nhà của một một họ họ Mạc nào đấy, là có vẫn còn vết tích của nhà thờ bàn thờ Bát Hương. Đây có cái hang gì này. Này chắc ổ chó ổ mèo gì. Chốt hạ một câu cuối. Đỉnh Mẫu Sơn là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi và bò ăn rác là có thật. Bò ăn rác là mình nhìn thấy rồi. Thế nên là người không ở được nữa là cái loại khác. Này, khuôn viên hoa cây cảnh Bát Hương
Đây vẫn còn một cái bát hương vẫn đang có khói nghi ngút này. Ở đây có 10 cành này. 10 cành. Xem nào. Tầm 62. À, 62 nhá. Bước rào đá rất công phu, toàn đá chảy.